Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Vida Shop. Mình là kỹ thuật viên của Vida. Mình tên là Dũng. Thì hôm nay mình sẽ định nghĩa các bạn lại vấn đề là van cơ lai số là gì? Nó là gì? Có khác gì so với van cơ và van số không? Thì hôm nay mình sẽ định nghĩa ra tất cả mọi thứ cho các bạn cùng hình dung ra được. Ok. Thì mình sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phần giao diện đi. Giao diện của một chiếc van cơ lai số thì nó sẽ có giao diện tổng thể như thế này. Vẫn có màn hình LED, vẫn có những cái nút chỉnh và những cái volume. Cái volume này á, cái thiết kế là dành để cho chúng ta chọn một cái bit vào để chúng ta xoay. Nó hạn chế được là so với những cái volume như thế này, tại vì khi mà mình lỡ tay mình quẹt á, nó sẽ bị thay đổi thông số. Còn nó thiết kế như thế này là để lún vào thì khi mình không có khả năng mà mình quẹt chúng nó. Rồi, đây là mặt trước của nó. Còn mặt sau thì sẽ gồm có những cái cổng kết nối như thế này. Những cổng cơ bản nha các bạn. Audio input, BGM, cổng aux. Bên đây là cổng ra. Output. Nó sẽ cho chúng ta out ra được 3 đường. Main left right, trắng đỏ, center và cổng sub. Tiếp theo là hai cổng input của micro. Hai cái volume này là để chúng ta canh cái độ gain á, là cái tín hiệu đầu vào của cái micro. Đó, chúng ta tăng giảm trên này. Đây là những cổng Canon để out ra các cái thiết bị khuếch đại như là main hoặc là amply. Đây là cổng optical và cuối cùng là cổng nguồn. Đó. Thì van cơ lai số nó là một dòng van. Gọi đúng là van tại vì cái tiếng echo của nó rất là khác so với những cái tiếng echo của dòng van cơ. Và nó cũng không giống lại van số. Và cái giải tầng equalizer của nó rất là ít điểm hơn so với van số. Nó không chỉnh được chi tiết rất chi tiết nhiều như là van số, nhưng mà nó cũng hơi giống như vậy. Thì nó là van cơ tại vì nó có thiết kế cho mình những cái volume như thế này để chúng ta có thể chỉnh cơ được. Nó được gọi là van cơ. Còn lai số là nó dùng cái hiệu ứng reverb và hiệu ứng double echo, là hai hiệu ứng echo chồng lên nhau và nó đi, nó không có dứt khoát như là cái tiếng echo của những dòng van van cơ bình thường. Thì đó người ta gọi là van cơ lai số là vậy. Và cái phần số thì mình sẽ nói đến phần số của nó. Phần số là chúng ta sử dụng cái máy vi tính, chúng ta sẽ dùng phần mềm để tinh chỉnh sâu vào bên trong của con này. Nó sẽ có một cái remote để chúng ta thay đổi những cấu hình và thay đổi những cái tín hiệu đầu vào chúng ta mong muốn. Thì ở đây nó cho mình rất là nhiều cái cổng vào, tất cả Bluetooth này, optical và analog bình thường. Còn chúng ta có thể chỉnh được rất là nhiều file. Ví dụ như các bạn thích hát cái file nào á, KTV 1, KTV 2, 3, 4, effect 1, 2, 3, 4 nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà KTV thì nó sẽ chia làm hai loại echo, double echo mà nó lúc nãy á. Còn cái effect nó là echo và cả reverb luôn. Đây là chuyên về van số luôn. Bên này là nó gần giống như là van số. Còn bên này nó chỉ là double echo thôi. Khi mà ai mà không thích hát reverb thì hát echo, chỉnh bên phần KTV và ngược lại. Ai đã biết hát rồi thì mình hát reverb nó sẽ hay hơn, ok hơn. Đây là những cái file cấu hình của con van mình. Nó cho chúng mình tầm khoảng 16 cấu hình. Thì muốn thay đổi nó thì mình chỉ cần ấn những cái nút trên này là được. Nút shifter này có nghĩa là tăng âm, tăng cái giả tầng của nó luôn. Còn feedback là có nghĩa là chống hú. Chống hú này ở con van này nó sẽ có 3 mức độ. Nó ghi là 1, 2, 3. Chúng ta có thể điều chỉnh những cái âm lượng của micro, âm lượng của độ van và âm lượng của nhạc. Cần bóc remote thôi, là mình không cần phải đi đâu hết. Rất là đơn giản. Và mình hy vọng là qua cái clip này thì các bạn đó có thể hình dung được là cái con van cơ lai số nó sẽ như thế nào và cái cách hoạt động là sao. Thì nếu các bạn cần hiểu rõ thêm thì các bạn có thể qua cái video shop showroom của mình, thì mình có thể hướng dẫn các bạn ngay tại chỗ cũng được, hoặc là chúng ta tham khảo những clip trên mạng á, thì chúng mình vẫn chia sẻ tất cả mọi thứ trên mạng. Thì qua các bạn hãy theo dõi kênh của chúng tôi.